Xin chào các bạn, mình tên là Giáp Minh Triết. Hiện nay mình đang sinh sống và làm việc ở An Giang. Thì vô tình trong những cái lần mà tìm hiểu về dinh dưỡng thì mình đến thấy rằng cái chia sẻ của cô Anna qua cái lớp dinh dưỡng nền tảng. Thì sau khi mà nghe được 3 buổi chia sẻ về dinh dưỡng nền tảng thì thấy có rất là nhiều kiến thức về dinh dưỡng mà trước đây là mình không có nắm bắt được. Thì sau đó thì mình quyết định là tiếp tục tham gia những cái lớp chuyên sâu về dinh dưỡng. Khi mà tham gia lớp chuyên sâu về dinh dưỡng đó thì lại tiếp tục phát hiện ra những cái vấn đề mà ăn sai và thực hành dinh dưỡng sai trong cái gia đình của mình cũng như là đối với bạn bè của mình. Và do đó thì là mình cũng quyết định là chia sẻ những cái kiến thức này từ cái lớp học của cô Anna. Qua cái đó thì mình mong muốn là sẽ giúp cho mọi người có được một cái bữa ăn đúng, đầy đủ các chất dinh dưỡng, làm sao cho có cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn. Chính vì vậy thì mình cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về việc là thực hành thực đơn như thế nào, xây dựng thực đơn và để có một cái thực đơn đúng cho nhiều người và phù hợp với những cái người ở trong cái khu vực của mình đang sinh sống và bạn bè của mình.